Vào ngày 20 tháng 10, thì Ngân hàng Trung ương Indonesia đã tăng lãi suất thêm 0,5% để đối phó tốt hơn với lạm phát. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp. Thống đốc ngân hàng Peri Warijio nói rằng lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng lần tăng lãi suất này còn nhằm ổn định đồng rupiah nội tệ. Thời gian qua, do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục tăng lãi suất đã khiến cho đồng đô la Mỹ tăng giá theo và đồng nội tệ của hàng loạt quốc gia giảm giá trị. Từ đầu năm đến nay, thì đồng rupiah của Indonesia đã giảm khoảng 8% so với đồng đô la Mỹ, khiến cho các doanh nghiệp nước này phải bỏ ra nhiều tiền hơn để nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thì 8% là con số không lớn và nhìn chung thì giá trị đồng nội tệ vẫn được kiểm soát. Ngân hàng Trung ương Indonesia cũng nhắc lại mục tiêu kiềm hãm lạm phát trong năm nay là giữ trong khoảng từ 2 đến 4%.